thích nghe nhạc trap. Cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen, cô ấy bảo cô ấy đã chẳng làm fan. Cô bảo chồng mà em kia rất là ghen, tao thốt lên là đem. Cô ấy tự có mút nó như là kem, cô cực muốn lấy như là nem. Vỗ một phát cô ấy kêu lên là slam. Ok, cô ấy thích tạo clone, tự PR để follow lên cao hơn. Cô ấy dùng để chỉ nghĩ tao non, gì tao mày quá phô nghe sao. Cô ấy thích bạo mồm, mấy con anh chỉ còn mẹ hết cả hôn. Tao chỉ gặp cô ấy đúng một hôm, cô ấy ướt đến mức tao tưởng là nôm. Ôi giời, anh biết là hôm đó em rất mệt, nhưng mà anh biết là chắc chắn em muốn phệt. Anh là vị thí sinh đang thưởng thức cái sắc đẹp, những bộ phận này khiến anh mắc kẹt. Anh là vô địch sân đất nệm, cổng vào sân vận động của em chắc hẹp. Tham quan nội thất mắc đẹp, năm ngón tay anh vô địch khi nó sắp xếp. Thích nghe nhạc trap, cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen, cô ấy bảo cô ấy đã chán làm fan. Cô bảo chồng em kia rất là ghen, tao thốt lên là đem. Cô ấy cứ muốn nó như là kem, cô cứ cuốn lấy tao như là nem. Cô một phát cô ấy kêu là slap. Ok, em yêu tên là Zach Birkin, em yêu tên kêu Richard Millet. Em yêu nghe nhạc hay là phải talking, em yêu thích cầm vô lăng của Rare. Trên em Dior, hôm nặng đá, khi em bước vào store shopping không cần nhìn giá. Khả năng và giỏ, em mua lượng cái chai và không thích thì em bỏ. Thì chơi TikTok và selfie, em thích tập gym và nâng healthy. Không thích nấu nướng, không thích dọn dẹp, em thích ra đường ăn ngon mặc đẹp. Xa em đi spa, tối em đi club, chiều làm được ca. Để đêm rồi nằm sớp, trang sức lấp lánh như đèn pha. Em làm anh xúc xích như biến thể Delta. Anh là Bia Phăng, anh Phăng thì bị cầm văng ba băng. Mông đã chẳng băng như trăng, bỏ đi em đa năng. Biết anh bình ngôn ca lăng. Có anh những người không đang đuổi vì đẹp bao bao gì ngay căng. Mùi từng hơi đơn non như măng, ta đập cho hư rằng sự tạc còn đang dư xăng. Nghe mày vừa mới biết tao bảnh bao, tìm vào tập Facebook lại ảnh tao. Nhưng mà chỉ biết tao phết cảnh cao, giả bộ mày mới biết tao chảnh sao. Sập vào là cùng đi cảnh cao, nhìn chân nhà nó ảnh ao. Chạm vào tông cùng như mảnh dao, thùng rồi là còn phát sảnh. Wow. Nghe nhạc chưa, cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen, cô ấy bảo cô ấy đã chẳng làm fan. Cô ấy trông mẹ em kia rất là ghen, tao thốt lên là đem. Cô ấy cứ cũng muốn nói như là kem, cô ấy cứ cuốn tay là nem. Vũ hoa phát cô ấy cứ nên là slap, tao thốt lên là đem. Ok lên là đem.